Rồi, kính chào bà con. Mình cắt cây phôi tứ quý số 5 này. Thì số 5 là cây này bộ đế hơi xấu. Này rồi cây số 5 mình cắt thành bonsai bay son bonsai rồi. Cao 55 á. Rồi coi bộ đế nữa là xong nghe. Hai mươi chín ha, hai chín dưới này bao nhiêu này giống khúc rễ à. 54 mà không có đo đó chị, 29 nha. Rồi mình 29 một gốc tứ quý bonsai để về làm bonsai nha. Thì cây này là cây số 5 là giá mình để 2,5 triệu nha, bao ship tận nhà toàn quốc luôn. Số 5 2,5 triệu. Còn đây là mấy những cây mình đã báo giá rồi nè, 1, 2, 3, 4 đều có hết nha, đa số tứ quý lùn không à, dán để mình làm bonsai nha. Rồi cây số 5 nha. Rồi một lần nữa, vườn mình là ở Tân Trụ Long An, số điện thoại của mình là 0365 161518. Số điện thoại cũng là Zalo luôn á, là số điện thoại mình là 0365 16 15 18. Vô Facebook là Facebook Quốc Tường nha. Rồi còn không mà dùng Zalo thì cái số đó nhắn tin, cho hình cho ảnh cho coi ha. Rồi một lần nữa tạm biệt bà con. Xem mà nhấn like, nhấn đăng ký. Nhấn đăng ký đi rồi mình sẽ làm tiếp những cây số 6, số 7 nữa nha. Rồi cảm ơn bà con đã xem. Ai quan tâm thì liên hệ cái số điện thoại này, bao ship toàn quốc. Rồi một lần nữa cảm ơn bà con, tạm biệt và hẹn gặp lại.